Xin chào bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến bạn một mẫu nồi của Toshiba, mã nồi RC10E6VX. Đây là mẫu nồi tài tô chuông cuối cùng của Toshiba mà trước khi họ chuyển qua cái dòng tô chuông cảm ứng nhé các bạn. Đấy. Đây là nồi có dung tích 1 lít, không tức là 1 lít các bạn này. 1 lít thì các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn nhé các bạn. Đây là mẫu cao cấp nhất thị trường cũng như cao cấp nhất của Toshiba luôn đấy các bạn. Đây, mình xoay cho bạn xem nhé. Cái này không bẻ vỡ gì nhé các bạn, đây thông số đây, đấy, 1 lít. Đấy. Đây là nồi này nằm trong cái kiện hàng mà 2-3 hôm trước mình về đấy các bạn. Cái này sản xuất năm 2018 nhé các bạn, đây 2018 đây. Đấy. Rồi mình đo xem luôn nhé. Đây mình phải đặt rất nhẹ, đấy. Mặt rất là đẹp luôn nhé các bạn. Cái nồi này này các bạn, tức là cái mẫu này này, những cái dòng son tô chuông bây giờ ấy là họ giữ nguyên cái hình dáng như này luôn, chỉ họ không làm quai thôi đấy, chứ không phải là cái hình nó khía cạnh như này nhé các bạn đấy, mà nó bầu bầu như này đấy, đến tức là cái tòa dòng tô chuông hai ngấn này nó cũng lấy thiết kế của cái nồi của cái tô chuông này luôn đấy. Đây nó có cái tem nữa các bạn này, son chuông đây. Rồi mình mở cho bạn xem nhé. Nồi này còn rất là đẹp luôn nhé các bạn, cực kỳ đẹp luôn, rất là sáng luôn, cụm áp suất còn rất là xanh luôn nhé các bạn, đây bên trong vậy, giòn rất là xanh luôn, đây, son cũng vậy nhé các bạn, son rất nặng luôn, son này hình như mình có cảm giác nó nặng hơn là cái son cũ các bạn, để chút mình cân thử cho các bạn xem, đây, son rất đẹp nhé các bạn, đây bên trong đây. Hôm trước mình chia sẻ một cái câu chuyện như này các bạn. Hôm trước mình về cách đây khoảng một tháng mình về hai cái, thì khách đặt của mình hồi đó là cũng nhiều các bạn, nhưng mà hai khách ấy, thì mình cũng nhắn tin cho người ta, nhắn tin khách đến lấy rồi, thì có một anh khách nữa anh mới nói là anh ở gần mà không ưu tiên để cho anh ấy, xong rồi mình mới đi tìm ấy các bạn biết cái mẫu này này mà màu nó trắng, tức là màu trắng, các bạn biết người ta bán bao nhiêu không các bạn? Tức là người ta nói là về cũng hàng đấu giá luôn, nhưng mà người ta bảo là nếu mà về Việt Nam ấy thì rơi tầm khoảng 7 triệu, là mình phải cho người ta thêm tiền cà phê nữa các bạn. Đấy, thì tức là cái anh bạn đó là anh đấy kiểu như là cũng gọi là cũng quen biết ấy. Đấy, là phải gửi cho anh người ta cà phê cũng phải 300-500 nữa. Đấy. Rồi mình chia sẻ các bạn một câu chuyện như vậy, thì giờ mình sẽ ghim điện cho bạn xem thử nhé các bạn. Đấy, dòng từ 2017 trở lên là họ làm dây đen rồi nhá, chứ không phải là dây màu như ngày trước nữa. Đây. Các bạn chọn menu này. Đấy. Các bạn thấy không? Cái nồi 20 từ 2017 2018, tức là cái dòng tô chuông mà vuông vuông kiểu này nó chỉ tồn tại có 2 năm thôi nhé các bạn. 2 năm thôi, 2017 và 2018 thôi. Thì nó thay đổi như thế này này. Tức là nhìn hình về cái cấu trúc bên trong thì nó không có gì thay đổi nhiều, nhưng mà nó có thay đổi cái này các bạn. Các bạn chọn cái chế độ nấu cơm dẻo. Đấy. Ngày trước thì ngày trước thì Toshiba họ chỉ gọi là nấu cơm dẻo thôi, cơm tơi, cơm vừa và cơm dẻo ba bậc. Nhưng mà ngày hôm nay cái mẫu này họ trang bị cho Tiger là cơm tơi, cơm dẻo mà cơm tơi, cơm vừa và cơm dẻo mà nó có tới 5 mức nhé các bạn. Đấy, 5 mức. Đấy, 53 phút. Đấy, đèn chân không này các bạn. Đấy. Đây, cho các bạn xem cái chân không của nó nhé. Đây. Đấy, các bạn nghe nó mút không? Đấy, mút rất mạnh luôn nhé các bạn. Mút cực kỳ mạnh luôn. Cơ bản là hàng đấu giá thì gần như 100% là nó giống như nó không kiểu như thực ra. Thực tế thì hàng bãi các bạn, nó cũng trước khi mà nó ở bên Nhật đi thì nó cũng như thế này. Nhưng mà khi mà vận chuyển từ Nhật về thì do thời gian lâu, máy móc nó không hoạt động ấy, nó bị rít lại chẳng hạn. Rồi thứ hai là do cái để ngoài trời nó bụi bặm này kia. Đấy. Thực tế thì cái hàng mà đồ điện tử này các bạn cứ dùng suốt thì nó không có vấn đề xảy ra đâu. Rồi thì cái mẫu nồi này mình đang bán với giá là 5,8 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ của mình. Rồi, mình cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé.